Xin kính chào các thầy cô, các bạn và các quý phụ huynh của nhà trường. Đến với cuộc thi tìm kiếm tài năng nhí do trường tiểu học Lê Đức Thọ tổ chức. Em tên là Bùi Tân Thanh Vân, em học lớp 21. Và em vẽ về sự chăm sóc và yêu thương của người bác sĩ đối với bệnh nhân bị nhiễm bệnh COVID-19. COVID-19 là một bệnh truyền lây nhiễm rất là nguy hiểm. Đây là bác sĩ, đây là cô chăm sóc và đây là bệnh nhân. Bác sĩ thì thường á mang thuốc và chữa bệnh cho bệnh nhân. Còn cô chăm sóc thì sẽ mang đồ ăn và thuốc cho bệnh nhân. Nhờ chăm sóc tận tình, có khi bệnh nhân cũng có thể phục hồi. Em mong muốn dịch bệnh